Phạm Nhân ấp lên nhóm rồi lưu lại cái đó ý là lưu lại cái giấy rồi cái mạng này rồi gái hiểu không ý là sao mà cầm lại tờ giấy cất đi nhiều khi là mạng này giá là giá năm 2015 giờ số đổi rồi bây giờ chắc mọi người cũng ấy khởi động phong trào văn nghệ đi, ai hát cái nhá. Mình hát đi. Từ từ rồi chứ. Đâu. Để ăn uống cho nó no rồi chứ. Ý là đây mà ngồi đi hát luôn. Thì biết rồi nhưng mà từ từ ra. Chú Hòa lên khai trương đi. Mở mít đi. Chú lên mở mít. Mời cô trước đi. Chú lên mời cô. Ba mẹ cần mua chứ. Ừ. Phải làm miệng cho nó đâm mùng rồi.